Vâng, em thật vui xin gửi lời chào tất cả các bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em tiếp tục lên cho các bác chi tiết hai con đáy Mỹ nữa nha bác nha. Dòng này là dòng đáy khủng của một hãng thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, đó là thương hiệu EV Electrovoy của Mỹ nha bác. Thì hai thương hiệu này thì thương hiệu này thì cái model 1212 là model lớn nhất. Nó có model là Q66 này, Q99 và Q1212. 1212 là một cái model cho công suất cao để cho các bác chơi quân đôi skep nha các bác nha. Đó. Thì bên em hiện tại thì đang có hai con. Đây. Dây nguồn nó là dây nguồn rời nha các bác nha. Dây nguồn rời. Đó. Thì với sản phẩm Q1212 thì hiện tại bên em đang có một cái mức giá cực kỳ là tốt cho cả bác để các bác chơi. Thì em sẵn báo giá luôn cho cả bác để các bác chơi nha. Thì con Q1212 này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 12.500.000. 12.500.000 thôi nha bác. Đó, các bác chơi thì alo cho em này. Dòng đáy hai kênh với công suất đầu ra nó là 800W trên kênh ở 8 ohm và 1200W trên kênh ở 2 ohm ở 4 ohm nha bác nha. Đấy. Vâng, và em sẽ đi vào chi tiết từng kênh để cho cả bác cùng xem. Con đầu tiên thì ra cũng thấy là về hình thức của nó, về hình thức những con này đều đẹp hết nha bác nha. Hàng là bao cho cả bác là nguyên bản, chưa qua sửa chữa và cũng như là chưa qua giảm tút sơn tút thì nha bác nha. Đấy, hai luôn chiếc áp trên hai bên đèn tín hiệu logo EV 1Q1212 công tắc ngủ nha bác nha. Bật lên là off và bật xuống là on. Với thiết kế nó là thiết kế, với một cái thiết kế cực kỳ là thanh mảnh và cũng như là sang trọng, thì dòng này nó sở hữu size nó làm sang 1.5 nha bác. 1.5. Đây, rồi em sẽ tháo nắp ra cho bác xem nha. Đây là cái nội thất bên trong của máy nha bác. Đấy, nội thất bên trong của máy thì tất cả hai con là đều như nhau về độ đẹp cũng như là độ mới là như nhau. À, con này thì sử dụng mạch cần lát hát với hai quy mạch hai bên, mỗi quy của nó sẽ chạy 2 4 6 7 2 4 6 7, bên mỗi quy của nó là 14 con, bên này 14 con là 28 con sò, kèm theo đó là 3 6, kèm theo đó là 12 con bù áp nữa nha, 12 con bù áp. À, đa đều quá nha, 1 2 3 4 5 6 7 nha, rồi kiểu đó là 1 2 3, bên này 3 là 6 với 7 là 13 con. À, xin lỗi bác, 6 với 14 là 20 con. À, 20 con bên này, 20 con tổng cộng nó 40 con. À, ở ra thì mỗi vế nó là 2 4 4 tụ và bên này là 4 tụ. Mỗi tụ của nó chỉ số là 10.000 mi nha, 10.000 mi. Tất cả hàng bên em là bao nhiêu nguyên bản nha. À, rất là đẹp, tăng phu một xíu, to, bự, công suất lớn. Hai quạt ở hai bên, quạt của nó là quạt cảm biến nhiệt. Và cảm biến nhiệt nha, khi nóng thì nó sẽ chạy và khi mát thì nó sẽ tắt quạt. Quạt chạy cực kỳ là êm, quạt rất là êm luôn. Rồi, ngồi lên sâu. Con này thì cũng rất là lạnh nha. Ngồi đằng sau thì có thắng này, EV Electrovoy Q1212. Đó. Điện là 220V. Hàng được thiết kế và sản xuất, được thiết kế và kiểm định theo tiêu chuẩn của Germany và được lắp ráp tại China. Đó. Những dời này thì nó đều lắp ráp tại China nha bác nhá. Đó. Đường đầu ra thì nó sẽ sử dụng là cổng Neutrik theo thiết kế của hàng Mỹ. À, hàng này là hàng chất lượng nha bác, hàng chất lượng chứ không phải là hàng China đéo đâu. À, nên là bác cứ yên tâm, hàng này là hàng xịn luôn. EV là nó một thương hiệu là nổi tiếng của Mỹ nha, nhưng mà nó sẵn được thiết kế sản xuất là theo nhiều nơi ở Đức này. Đường tín hiệu đầu vào của nó thì đường input là đường canon cái và canon đực nhỏ nhé. Input là canon cái và output là canon đực, có thể link xuống một cục đại khác. Đấy,
Còn đây là công suất của nó nha. 1200W nhân 2 trên kênh 4 ohm. Đấy. 2400W ở chế độ mono nha. Chế độ mono con này thì lên đến 2400W, công suất rất là lớn để cho bác chơi full, chơi sub. Rồi, em chuyển qua con thứ hai. Con thứ hai thì cũng vậy nha bác. EVQ1212, hàng cực đẹp cho cả bác để có chơi. Giá hàng công suất lớn nhưng mà giá này rất là tốt. Đấy, công suất lớn nhưng mà giá rất là tốt chứ. Đây, tháo bên trong luôn cho các bác xem. Để tất cả là hai con nó đều như nhau. Hai con đều như nhau hết nha bác nha. Đấy, tăng khung một xíu, 4 tụ, 8 tụ và như là 20 mỗi con 20 sò mỗi vế. Đấy. Bên này cũng thế nha. Chất lượng giá rất là tốt. Đây, các bác hiện tại đang muốn một cái con đĩa công suất lớn mà giá tốt thì liên hệ cho em nha. Để sở hữu những dòng EV chất lượng như thế này chắc âm rất là hay. Việc là dòng chạy sò than và điện nó lại là 220-230V. Với cùng phân khúc công suất như thế này với những con WC DBL thì giá nó cao hơn là những dòng EV này, nên là các bác chơi thì các bác có thể cân nhắc qua lại. Chắc tiếng thì tiếng dòng EV thì nó rất là sáng, tiếng rất là hay, bass lực gọn, bass lực tiếng sâu gọn nha bác nhé. Rồi, cả hai con đều đồng giá nhau nha bác nhá. Hai con như nhau, đồng giá nhau, đều là hàng xịn hết nha bác. Đều là hàng xịn riêng nguyên bán. Bên em cam kết cho cả bác là bao riêng nguyên bán nha. Không bao riêng thì tặng luôn cho cả bác con đói này. Để tặng luôn. Có lá tiền nha. Hàng này bao riêng nguyên bán hết. Đó, bên em chỉ còn hai con. Chạy điện là 230V. 230V nha, hàng rất là đẹp. Ok nha, để mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quang qua số điện thoại là 0366487 hoặc là 0393 1349 nha. Các bạn Zalo, Facebook qua số 707 ạ. Về những mẫu đáy EV thì tại dòng EV thì bên em chỉ còn lại một con, hai con này với lại một con B1202 được sản xuất tại Đức, cũng như là nó sử dụng hai kênh, một kênh full, một kênh sub. Giá nó thì cũng tương đương với những dòng này, thì các bác nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ cho Phong. Đây, còn EV1202 đang để kể nha bác nhé. Đấy, 1202. Rồi, em xin gửi lời chào và tạm biệt tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video nha. Em xin cảm ơn.